Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây môn đầu cầu Bắc Kinh đã hứng chịu một trận mưa lớn dẫn đến nước ngập nửa mét trên đường, dẫn đến cái chết thương tâm của hai người. Ngoài ra, đã xảy ra tình trạng mất điện, nước ở một số khu vực. Sự xuất hiện của cơn mưa bão này đã khơi dậy suy nghĩ và thảo luận của mọi người về các mô hình tiêu dùng mới. Theo báo cáo, trước trận mưa lớn, Cục Quản lý Khẩn cấp quận Môn Đầu Câu đã phân định phạm vi sơ tán nhân viên theo cấp cảnh báo thiên tai địa chất và cấp cảnh báo lũ lụt, đồng thời mở rộng phạm vi sơ tán người dân và đã chuyển khẩn cấp khoảng 5.000 người. Ngoài ra, chính quyền quận Môn Đầu Câu cũng đang nỗ lực hết sức để đối phó với lượng mưa lớn, kêu gọi người dân có ý thức tuân thủ và tích hợp hợp tác với sự sắp xếp thống nhất của chính quyền địa phương, tránh xa các khu vực rủi ro như sông, núi và các đoạn bị ngập kịp thời. Vào ngày 25 tháng 8, một số cư dân mạng đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video ghi lại cảnh đường Nam Môn Tự ở quận Môn Đầu Câu. Trong video có thể thấy những người qua đường đang thay phiên nhau sơ cứu cho một người đàn ông bất tỉnh nằm bên vệ đường. Lũ giữa đường vẫn tiếp tục chảy. Các nhân chứng cho biết nước trên đường chảy xiết khiến cô không thể đứng yên và chính những người dân bên đường đã lao ra cứu cô một cách tự nhiên. Lúc đầu, những người qua đường gọi 110 và 120 để được giúp đỡ. Một người đã chủ động nhấc người đàn ông bất tỉnh và kéo anh ta sang một bên. Sau đó, ngày càng có nhiều người đến hỗ trợ hô hấp nhân tạo và ép tim. Cuối cùng, một nhóm người nhấc người đàn ông bất tỉnh sang một bên và chiếc xe cuối cùng được đưa đến bệnh viện. Lượng mưa lớn cũng đã kích hoạt suy nghĩ của mọi người về các mô hình tiêu dùng mới. Một số ý kiến cho rằng, với thời tiết như vậy, sự tiện lợi của các mô hình tiêu dùng mới như mua mang đi, chuyển phát nhanh đã được thể hiện hết. Trong khi phương thức mua sắm truyền thống bị ảnh hưởng, ngoài ra, tình trạng mất nước, mất điện cũng khiến người dân nhận ra tầm quan trọng của việc dựa vào cơ sở hạ tầng như điện, nước, máy, đồng thời cũng khiến người dân quan tâm hơn đến lối sống xanh, ít carbon. Theo các báo cáo, nước lũ trên các đường phố ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh đã rút đi, đường phố lầy lội với rất nhiều cành cây và bùn đất còn sót lại. Dọc đường vẫn còn nhiều phương tiện hỏng hóc nằm la liệt, các nhân viên đang tiến hành dọn dẹp bùn đất tại chỗ. Được biết, quận Môn Đầu Câu tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn từ 20 giờ tối thứ Ba đến 13 giờ tối thứ Năm, với lượng mưa trung bình là 322,1mm. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở vườn hồng trên núi Môn Đầu Câu đạt 580,9mm. Sau trận lũ này, các vật dụng trong nhà của nhiều người dân cũng đã bị hư hỏng và cần phải dọn dẹp lượng bùn đất còn sót lại và tiến hành tái thiết kịp thời sau thiên tai. Đồng thời, các ban ngành của thành phố và các tuyến phố cũng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, tái định cư khẩn cấp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Theo dữ liệu của Cục Quản lý Khẩn cấp Môn Đầu Câu, khoảng 5.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực miền núi của quận Môn Đầu Câu. Con số này thể hiện đầy đủ khả năng ứng phó với thiên tai của chính quyền quận Môn Đầu Câu và tầm quan trọng của nó đối với sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong thảm họa thiên nhiên này, chúng ta đã thấy sự xuất sắc của lòng nhân đạo, trong đó mọi người đoàn kết như một và giúp đỡ lẫn nhau. Người ta tin rằng, với những nỗ lực chung của tất cả các thành phần xã hội, các khu vực bị thiên tai sẽ phục hồi sức sống như trước đây càng sớm càng tốt. Một số cư dân mạng cho rằng, những năm gần đây, mưa lớn lũ lụt ở miền Nam và miền Bắc ngày càng nghiêm trọng. Năm ngoái Hà Nam nghiêm trọng, năm nay lên phía Bắc đến Hà Bắc và Bắc Kinh, năm tới có thể đến Nội Mông và Đông Bắc. Những hiện tượng này rất đáng để nghiên cứu. Hôm qua, lượng mưa lớn liên tục ở Bắc Kinh đã khiến mực nước sông Vĩnh Định dâng cao, xả lũ khiến nhịp thứ tư từ Tây sang Đông của cầu Phong Đài Tiêu Khánh Hà bị sập. Theo phòng tuyên truyền quận Phong Đài, Bắc Kinh, sau khi xác minh sơ bộ, vụ sập cầu Tiêu Khánh Hà đã khiến 5 chiếc ô tô đậu trên cầu rơi xuống nước. Sau khi khám nghiệm hiện trường, sơ bộ nhận định không có ai bị rơi xuống nước. Hiện lực lượng cứu hộ và chính quyền đang truy tìm chủ nhân của chiếc xe và xác minh thêm sự việc liên quan. Theo Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của quận Phong Đài, Bắc Kinh, bị ảnh hưởng bởi việc phân dòng lũ của sông Vĩnh Định, cầu Tiêu Khánh Hà ở phía tây của cầu Lỗ Câu đã bị sập một phần. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt quận nhắc nhở rằng, sông Vĩnh Định hiện đang bị lũ lụt và người dân phải tránh xa dòng sông để đảm bảo an toàn. Theo phán quyết sơ bộ, vụ sập cầu Tiêu Khánh Hà ở quận Phong Đài, Bắc Kinh là do nước sông Vĩnh Định dâng cao do mưa lớn.
Theo tin tức từ CCTV, cả hai đầu cầu đã bị phong tỏa và các phương tiện mắc kẹt trên cầu vào thời điểm xảy ra tai nạn đã được sơ tán. 4 trực thăng hàng không lục quân bay đến môn đầu cầu Bắc Kinh để giải cứu. Bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn này, ngày 26 tháng 8, Phòng Sơn, Môn Đầu Câu và những nơi khác ở Bắc Kinh đã bị thiệt hại nghiêm trọng, khiến 3 chuyến tàu đang vận chuyển bị mắc kẹt và giao thông đường bộ ở một số khu vực bị tắc nghẽn hoàn toàn. Để ứng phó hiệu quả với các tình huống nguy hiểm và đảm bảo cuộc sống cơ bản cũng như nhu cầu y tế của những người bị mắc kẹt, vào sáng sớm ngày 27 tháng 8, một lữ đoàn hàng không quân đội thuộc tập đoàn Quân 81 của quân đội đã cống hiến hết mình cho các nhiệm vụ chống lũ và cứu hộ, cứu nạn, thực hiện các nhiệm vụ giải cứu những người bị mắc kẹt lại trong khu vực lũ. Từ Mạnh Chết, một phóng viên của CCTV cho biết, vào lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 8, tôi đang ở sân bay của lữ đoàn hàng không lục quân thuộc tập đoàn Quân 81. Nhân viên thiện nguyện và các sĩ quan, binh sĩ quân đội đang chuẩn bị hàng cứu trợ. Tổng cộng 1.900 vật dụng khẩn cấp sẽ được vận chuyển đến khu vực Môn Đầu Câu. Từ Lâm An, người phát ngôn của tập đoàn siêu thị cho biết, nguyên liệu chúng tôi đảm bảo lần này chủ yếu được chia thành hai loại. Một là thực phẩm, bao gồm các mặt hàng như mì ăn liền, xúc xích, dăm bông, trứng kho, bánh mì nhỏ và nước khoáng. Nguồn cung cấp nước máy và nước đun sôi tại chỗ sẽ rất ít. Vì vậy, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số mì ăn liền tự hâm nóng và thức ăn có thể được hâm nóng chỉ bằng cách tráng bằng nước khoáng. Thứ hai, xem xét nhiệt độ thời tiết giảm, một số sản phẩm chống lạnh như quần áo và chăn cũng được chuẩn bị. Khoảng 5 giờ sáng ngày 27 tháng 8, 4 trực thăng vận tải chở 26 cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương đến ga Môn Đầu Câu Diêm Hà Thành, Bắc Kinh và các địa điểm khác để thực hiện các nhiệm vụ như thả đồ cứu hộ cho đoàn tàu bị mắc kẹt, chuyển bệnh nhân, 900 áo mưa, 700 cái chăn và các vật dụng cần thiết khẩn cấp khác. Nếu điều kiện thời tiết tại hiện trường cho phép, lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng phương pháp vận chuyển hàng không và hạ cánh để phân phối chuyển cấp vật liệu cứu trợ cho quần chúng. Chiều ngày 26 tháng 8, trên mạng đưa tin mưa lớn liên tục khiến cầu Lỗ Câu bị sập. Phóng viên được biết từ quận Phong Đài rằng cây cầu bị sập không phải là cầu Lỗ Câu mà là cầu Tiêu Khánh Hà ở phía tây của nó và các con đường trong khu vực này đã tạm thời bị đóng cửa. Mực nước sông Vĩnh Định dâng cao, một phần của công viên Olympic mùa đông dưới cầu Thọ Cương mới cũng bị ngập nước. Hôm qua, Môn Đầu Câu xả lũ và sông Vĩnh Định do mưa lớn và tất cả các con đường chính xung quanh tạm thời bị kiểm soát. Ngày 26 tháng 8, sông Vĩnh Định xả lũ ở Môn Đầu Câu, Bắc Kinh. Ông Lưu, một người dân địa phương cho biết, cầu Thọ Cương mới bắc qua sông Vĩnh Định, bình thường mặt nước cách mặt cầu khoảng chục mét, nay do mưa nên mực nước dâng cao, nước ngập đến sát gầm cầu. Và công viên Olympic mùa đông dưới chân cầu đã bị ngập, ông Lưu nói. Công viên Olympic mùa đông Bắc Kinh dưới cầu Thọ Cương mới nằm ở phía tây của quận Thạch Cảnh Sơn. Theo ông Lưu, công viên Olympic mùa đông bao phủ một khu vực rộng lớn từ cầu Lỗ Câu ở quận Phong Đài ở phía nam đến cống ở quận Môn Đầu Câu ở phía bắc. Công viên nằm trong kênh của sông Vĩnh Định và sông Vĩnh Định thường có rất ít nước. Tại quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh hiện có 5 thị trấn bao gồm thị trấn Vương Bình, thị trấn Diêu Trì, thị trấn Miêu Phong Sơn, thị trấn Thái Đường và thị trấn Thanh Thủy đã mất liên lạc với điện thoại di động, chỉ có thể liên lạc với điện thoại vệ tinh khẩn cấp và điện ở một số khu vực cắt đứt. Hiện tại đang có lũ lụt và các con đường bị đóng cửa. Hôm 26 tháng 8, tại Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, các phương tiện cứu hỏa đang trên đường đến giải cứu. Tính đến 20 giờ tối ngày 26 tháng 8, đợt mưa này Bắc Kinh đã phải di chuyển 52.384 người. Theo tin tức mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Bắc Kinh, tính đến 20 giờ ngày 26 tháng 8, tổng cộng 52.384 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi trong thành phố. 107 con đường miền núi đã bị đóng và 301 kênh dòng chảy trên núi đã bị đóng. Tổng cộng 4.069 dự án đang được xây dựng đã bị đình chỉ và tất cả các danh lam thắng cảnh và nhà ở nông thôn trong thành phố đã bị đóng cửa. Kể từ khi có mưa, thành phố đã nhận được báo cáo về tình trạng ngập nước ở 108 địa điểm và 46 địa điểm đã được xử lý. Nhiều đoạn đường ở Phong Đài, Thạch Cảnh Sơn, Phong Sơn, Môn Đầu Câu, Trường Bình, Hoài Nhu và các quận khác bị chia cắt do ngập nước. Trong số 14 thảm họa địa chất như sạt lở đất và lở đất, hai thảm họa đã được xử lý và phần bảo vệ sườn phía đông của cầu Nguyên Thông trên đường Vành Đai 5 phía đông Nam Bắc bị sập và đường đôi của quốc lộ 108S320 ở huyện Phong Sơn vẫn đang được xử lý. Ngoài ra, thành phố đã nhận được báo cáo về 10 trận lũ núi và đường bị vỡ do phù sa, bao gồm làng Hàn Tài, thị trấn Lưu Cung, quận Trường Bình, km 94 800 của quốc lộ 109 ở quận Môn Đầu Câu, cầu Tiêu Khánh Hà ở quận Phong Đài,
đường X202 Sinsi ở quận Phong Sơn. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 26 tháng 8, lũ lụt đã xảy ra ở phố Thành Quan, thị trấn Đông Điếm và thị trấn Thạch Lâu, quận Phong Sơn, lưu vực sông Đa Si. Người dân ở hơn 10 ngôi làng dọc theo tuyến đường bị đe dọa đã được chuyển đến nơi tránh trú. Tính đến 20 giờ tối ngày 26 tháng 8, thành phố đã di rời tổng số 52.384 người. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt thành phố nhắc nhở rằng hiện tại, lưu vực sông Đa Si và lưu vực sông Yuma ở quận Phong Sơn đã xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo an toàn. Nhiều nơi dọc tuyến đường đã xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Đề nghị nhân dân dọc tuyến tự giác chấp hành và tích cực hợp tác với chính quyền địa phương, tránh xa các khu vực nguy hiểm như sông, núi và các đoạn đường ngập nước, di chuyển kịp thời để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Một số hồ chứa ở Hoài Nhu, Bắc Kinh đang tiến hành xả lũ, xin hãy tránh xa vùng lũ sông. Bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn này, mực nước của các con sông và hồ chứa ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh tiếp tục dâng cao, mực nước của một số hồ chứa đã vượt quá hoặc tiệm cận giới hạn kiểm soát lũ. Từ 14 giờ 20 phút chiều ngày 26 tháng 8, hồ Hoài Nhu bắt đầu xả lũ qua đập tràn phía Tây, khống chế lưu lượng trong phạm vi 14 m khối trên giây. Mực nước hạ xuống dưới mực nước giới hạn lũ 58m mới dừng xả lũ. Trên đoạn cầu Thạch Trường Mãn Thủy của phố Hoa Nam ở hạ lưu hồ chứa Hoài Nhu, các biện pháp kiểm soát giao thông sẽ được thực hiện vào lúc 18 giờ 30 phút chiều qua. Cục khẩn cấp quận Hoài Nhu, Cục Công an và các phòng ban khác sẽ bố trí nhân viên túc trực cảnh giới tại khu vực này, hướng dẫn phương tiện lập bao cát, rào cứng chống lũ. Đồng thời, hồ chứa Bắc Đảo Sơn, hồ chứa Tây Thủy Ngư, hồ chứa Sát Khẩu và hồ chứa Đại Thủy Ngư ở quận Hoài Nhu cũng liên tiếp tiến hành xả lũ, kịp thời điều chỉnh lưu lượng xả lũ theo điều kiện lượng mưa và nước thượng nguồn. 11 hồ chứa còn lại đã thực hiện xả không vượt mực nước mùa lũ. Để đảm bảo an toàn chống lũ lụt ở hạ lưu các con sông, tất cả các quan chức của Cục Thủy lợi quận Hoài Nhu đã xuống tiền tuyến, kiểm tra các con sông và hồ chứa khác nhau, quan sát mực nước dâng cao và tiềm năng nước, đồng thời tăng cường hơn nữa nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp một cách kịp thời. Xin nhắc nhở người dân tránh xa khu vực xả lũ của sông. Cấm thực hiện các hoạt động thể thao dưới nước như vui chơi, câu cá, bơi lội, đồng thời tích cực chấp hành hướng dẫn giao thông đường bộ và tránh các đoạn đường có kiểm soát giao thông để đảm bảo an toàn cho người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!